ngày 11 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh năm 1984, ngụ thành phố Thủ Đức về tội giết người, cướp tài sản, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam chồng của Dung về tội che giấu tội phạm. Theo điều tra, nạn nhân sinh năm 1997, ngụ tỉnh Long An, là người buôn bán trái cây sĩ ở chợ đầu mối Thủ Đức. Còn Dung là người thường mua hàng của nạn nhân để bán lại. Dung có nợ nần nạn nhân và nhiều lần bị đòi nợ. Từ đó, Dung có ý định sát hại chủ nợ để quyệt nợ và cướp tài sản. Trưa ngày 30 tháng 9, Dung mang theo dao gặp nạn nhân tại bãi xe chợ đầu mối Thủ Đức để nói chuyện. Rồi bất ngờ vật nạn nhân xuống đất và đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Dung lấy tài sản của nạn nhân rồi về nhà ở thành phố Thủ Đức. Chồng Dung thấy Dung hoảng loạn, trên áo dính máu nên gặn hỏi và Dung kể là mới giết người người chồng mang quần áo ra đốt và bị bỏng vài giờ sau trinh sát ập vào căn nhà ở thành phố thủ đức bắt giữ dung